đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nên các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào! Mùa hè 2021 vừa qua đúng là mùa bội thực của các cổ động viên bóng đá khi diễn ra cả Euro lẫn Copa America. Và khi các giải đấu loại trực tiếp nhau diễn ra đồng loạt như vậy, khán giả đã được chứng kiến những màn đấu súng kịch tính nhiều hơn thường lệ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại top 6 trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền gây đau tim người hâm mộ cực đỉnh các bạn nhé. Lên đường thôi! Ý với Tây Ban Nha, Euro 2020. Trận đấu mở màn cho video ngày hôm nay chính là màn trả thù ngọt ngào của Italia trước Tây Ban Nha tại Euro 2020. Từng làm bại tướng và phải ngậm ngùi nhìn Tây Ban Nha lên ngôi năm 2012. Nhưng vị thế của người Ý tại vòng bán kết Euro vừa qua đã được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy vậy thì cả hai vẫn bất phân thắng bại trong 120 phút khi Federico Chiesa và Alvaro Morata lần lượt lập công và khiến cho trận đấu phải kéo dài thêm tới loạt penalty cân não. Và khi đó, khoảng cách giữa người hùng và tội đồ đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Morata đang từ chỗ là một cứu tinh đã biến thành kẻ tội đồ mang biết bao nỗi xót xa cho người Tây Ban Nha. Cú sút 11m hỏng ăn của cựu tiền đạo Real Madrid đã đóng sập khi mọi cánh cửa vào chơi trận chung kết Euro cho những chú bò tót, đồng thời đem đến niềm vui vô bờ bến dành cho đội bóng thiên thanh. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini đã chính thức điền tên mình vào trận đấu cuối cùng tại Euro 2020. Pháp với Thụy Sĩ, Euro 2020. Thụy Sĩ chắc chắn là bất ngờ và cũng là chủ nhân của cú sốc lớn nhất Euro 2020, phải đối đầu với các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp tại vòng 1/16, thậm chí còn bị dẫn 3-1 tới tận phút thứ 80. Tuy nhiên, hai bàn thắng ngoạn mục của Haris Seferovic và Mario Gavranovic trong 10 phút cuối trận đã khiến trận đấu phải bước tiếp vào hiệp phụ để phân định thắng thua. 30 phút hai hiệp phụ vẫn chứng kiến sự kiên cường của Thụy Sĩ. Chính điều đó đã khiến trận đấu tiếp tục phải kéo sang loạt đấu súng đầy cơn não. Và lúc này thì mọi thứ bất ngờ và tuyệt vời nhất trong bóng đá đã xảy ra. Trong khi Thụy Sĩ xuất sắc hoàn thành cả 5 lượt sút không trượt phát nào, thì ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía gà trống Goloa, Kylian Mbappe đã hóa tội đồ khi xúc tạch ở đúng lượt thứ 5. Không còn cơ hội để sửa sai và Thụy Sĩ đã tạo ra cơn địa chấn khi đá văng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đội tuyển Pháp ra khỏi cuộc chơi và hiên ngang tiến vào tứ kết. Villarreal với Man United, Europa League 2020-2021. Trận chung kết Europa League mùa giải năm nay giữa Manchester United và Villarreal chính là một trong những cuộc thư hùng lâu và dài nhất thế giới. Sau 120 phút giữ vững tỷ số hòa 1-1, hai đại diện đến từ Anh và Tây Ban Nha phải phân định ngôi báu bằng những lượt sút luân lưu đầy may rủi. Và lúc này những ai ở Việt Nam theo dõi trận đấu mới chắc chắn rằng mình sẽ không có bất kỳ thời gian nào ngủ bù được nữa. Lý do là bởi trận chiến 11m này nó quá dài và kịch tính. Để rồi cuối cùng, thủ thành David De Gea bên phía Man United đã là người kết thúc tất cả. Cú dứt điểm tạch này của người gác đền mang quốc tịch Tây Ban Nha đã trực tiếp dâng luôn chức vô địch Europa League cho câu lạc bộ đồng hương. Tàu ngầm vàng Villarreal đã lên ngôi báu sau 11 lượt đấu súng với tất cả 22 cầu thủ trên sân thực hiện. Còn Quỷ Đỏ thì lại nhỏ hơn chút nên đành nhận tấm huy chương bạc thôi vậy.
Italia với Anh Euro 2020. Đã có một hành trình tại Euro 2020 vô cùng thành công, nhưng những quyết định thay người và bố trí nhân sự đá penalty của huấn luyện viên Gareth Southgate tại trận chung kết Euro vừa qua thực sự vẫn khiến cho nhiều người khó hiểu. Ở một trận đấu quá áp lực và căng thẳng như vậy, vị thuyền trưởng người Anh bất ngờ giao trọng trách thực hiện 3 quả 11m thứ 3, 4, 5 lần lượt cho Rashford, Sancho và Saka. Đây đều là những nhân tố tuy tài năng nhưng họ vẫn còn quá trẻ để có thể làm chủ chính mình trước núi áp lực đang đè nặng lên đôi vai. Và thế là cả ba viên ngọc của xứ sở sương mù đều đã không thể chiến thắng số phận, đồng nghĩa với việc tam sư cay đắng nhìn Italia nâng cao chức vô địch Euro ngay tại thánh địa Wembley sau hơn 120 phút tử chiến. Argentina với Colombia, Copa America 2021. Trên hành trình giành chức vô địch Copa America đầu tiên của Lionel Messi, trận đấu khó khăn nhất của bọ chét nguyên tử và đồng đội không phải trận chung kết gặp Brazil, mà đó phải là vòng bán kết với Colombia. Khi mà bàn thắng sớm của Lautaro Martinez không thể giúp La Albiceleste giải quyết gọn gàng đối thủ, hai đội bắt buộc phải kéo nhau đến loạt penalty thử thách độ may mắn. Và chính lúc này, thủ thành Emiliano Martinez đã bật chế độ gánh tim thay Messi khi cản phá tới 3 quả 11m của Colombia. Mà một khi cựu thủ môn của Arsenal xuất thần như vậy rồi, thì đương nhiên Argentina là cái tên chiến thắng và đoạt lấy tấm vé chơi trận chung kết Copa America 2021. Thụy Sĩ với Tây Ban Nha Euro 2020. Sau khi loại ứng cử viên hàng đầu đội tuyển Pháp ra khỏi cuộc chơi, Thụy Sĩ tiếp tục phải đối mặt với một cái tên nặng ký khác tại tứ kết là Tây Ban Nha. Và cũng giống như khi gặp Pháp, Shaqiri cùng đồng đội lại phải bước vào loạt đá 11m để tìm ra kẻ chiến thắng. Thủ thành Jan Sommer vẫn xuất sắc trong khung thành, nhưng dường như áp lực lúc này với Thụy Sĩ là lớn hơn rất nhiều nên đã khiến cho các cầu thủ còn lại bị choáng ngợp. Chỉ duy nhất Mario Gavranovic là thực hiện thành công ở lượt đầu tiên, còn đâu tất cả những gì Thụy Sĩ làm được tiếp theo đó chỉ là sút tạch, tạch và tạch. Chính vì thế dù Tây Ban Nha có tới hai cái tên đá hỏng, nhưng người chốt hạ là Mikel Oyarzabal thì không. Bỏ top đã giải mã thành công hiện tượng mang tên Thụy Sĩ để bước tiếp vào bán kết Euro 2020. Vừa rồi là 6 trận đấu vô cùng căng thẳng, phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền ở mùa vừa qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.